Ngày 18 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá băng nhóm làm luật, cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp vận tải, cung cấp vật tư xây dựng cho dự án Vinhome Grand Park. Công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Nguyễn Kim Thu, 40 tuổi, Nguyễn Thị Kim Tuyến, 33 tuổi, em ruột Thu, Nguyễn Văn Anh, 48 tuổi, anh họ Thu và Nguyễn Hoài Phúc, 24 tuổi, con Nguyễn Văn Anh, tất cả cùng ngụ thành phố Thủ Đức để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Riêng đối tượng Nguyễn Kim Thu còn bị khởi tố về tội hủy hoại tài sản. Theo kết quả điều tra của công an và lời khai của nhóm đối tượng, khoảng đầu tháng 1 2023, thấy có nhiều xe tải, xe chở hàng, chở vật tư chạy ngang nhà để phục vụ công trình xây dựng, Thu đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính, Thu bằng bạc với Tuyến và Phúc cùng nhau chặn các xe lại, lấy lý do xe chạy khiến đường bị bụi, cần phải vệ sinh tới đường hàng ngày mới đảm bảo môi trường khu dân cư để đòi tiền các doanh nghiệp có xe lưu thông ngang qua tuyến đường trước nhà của Thu để thực hiện kế hoạch nhóm đối tượng mang các vật dụng bàn ghế ra chặn đường không cho các phương tiện ra vào dự án và buộc các doanh nghiệp, nhà thầu phải cử người đến gặp để thương lượng và bị chúng ép chi tiền, phí môi trường. Công an xác định cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ, nhóm đối tượng đã cưỡng đoạt tài sản của hơn 10 doanh nghiệp với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ một số hành vi khác của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.